Các bạn thân mến, chúng ta đã nấu 15 cái bánh tét cho Son thứ nhất rồi ha. Sắp sửa chín rồi, còn thêm một tiếng mấy nữa là có bánh ăn. Bây giờ là chuẩn bị cho Son thứ hai. Yeah. Và mình đã làm 3 cái. Yummy. Và chuẩn bị làm thêm cái thứ tư nữa đây. Yeah. Can't wait. Các bạn thân mến, vậy là cái bánh thứ tư đã hoàn thành. Yeah, bây giờ tới chương trình karaoke. Yeah. Are you okay? I am okay. Ok, bây giờ đến chương trình karaoke. Adam xin gửi tặng các bạn một ca khúc thật tuyệt vời, Mưa Chiều Miền Trung. Một ca khúc mình rất là yêu thích nha. Enjoy trong khi làm bánh tét, nấu bánh tét. Son thứ nhất đã hoàn, gần hoàn thành rồi. Và đây là son thứ hai. Mưa chiều miền Trung, miền Trung đứng bồi phủ xa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Hay không? Mùa đông mây lững lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi. Trời anh nay vào đâu đó rồi mà anh chưa về bên đời. Sao ru nhớ anh mà đêm đêm vẫn còn thương. Chẳng khi nhớ anh chẳng vờ dừa lòng biến cười. Lòng em nhớ ai, em có mong chờ người xa. Con sông quê đây đã xa mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đã xưa nay không còn nữa. Mai kia vẫn bay, sao vợ hận chưa đấm trời. Miền Trung đứng lên, đau lòng xa rồi người em. Ơi quê hương bao má phù, chiều miền Trung mưa tiếng bên sông. Yeah. Chúc sức khỏe nha, và chúc vui khỏe nha, và ăn nhiều bánh tét nha, giữ gìn sức khỏe nha. Alo alo, vui vui với đàn mình nha. Mà đêm đêm vẫn còn thương, chẳng khi nhớ ai, trong phở xưa lòng biến cười. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê đây đã xa mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông không còn nữa, mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nướng lên, đã lòng xa rời người em. Ơi quê hương mang má phù, chiều miền Trung mưa tím bên sông. Yes. Một ca khúc thật trữ tình và đậm đà tình Huế, rất là hay nha các bạn. Yeah, enjoy. Thanks for watching and be my movie star. Yes. Bánh đã chín rồi các bạn ơi, rất là ngon, rất là đẹp nha, very nice. Vậy là son thứ nhất đã hoàn tất. Ok, very good. À, tiếp tục son thứ hai. Rất là ngon nha. Ok. Đây là bánh đã chín và đây là son thứ hai chuẩn bị nấu ha. Wow, ngon quá. Ok, một cái. Hai. Ba. Yeah. Bốn.
5 6 7 8 9 10 11 12. Vậy là 12 cái cộng với 15 cái đã chín là 27 cái. Wow, awesome. Mình được 27 cái bánh tét. Oh, ngon quá đi, mập nữa rồi. Đây là son thứ hai để chuẩn bị nấu tiếp nha các em. Rất là ngon. Wow, hết sảy luôn á. Nấu thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi shop, đi siêu thị, mua thêm một chút đồ ăn ha. Sẽ đi mua ice cream cho nó ngọt ngào, đậm đà và béo một chút nữa nha. Ok, and thanks for watching, and I'll be in my movie star. You awesome. Ok, that's all the bánh tét I have. Yeah. Đây là thành quả của son thứ nhất đó. Lemon, honey, cheese, ngon lắm nha. Mời các bạn ha. Và làm rồi á. Còn dư lá nữa nè. Cái lá này có thể để cho kỳ tới làm thêm mấy chục cái nữa. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Yeah. Awesome. Quá ngon luôn á. Trời ơi, mấy cái bánh tét của tôi làm đây. Ngon quá đi. Không biết ai có phước tới hưởng những cái bánh tét của mình làm đây hả? Ngon người là ngon. Trời, tiếp tục distancing. Đây, tiếp tục đi shopping. mua nữa. Yeah, 1.5. 1.5.